Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Một cái thông tin mà Quỳnh Linh Cát Tường rất là vui, đó là một cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Anh nhớ anh Đào Hoàng Vinh không? Là hai cái người mà gãy đổ đó. À. Lần đó là còn khóc thúc thích trên sân khấu mình đó. Em cũng xem khóc bữa đó. Đó. Bây giờ cặp đôi đó đã thành đôi cũng rồi. Cũng khóc nhưng mà nước mắt hạnh phúc. Mình cũng cảm thấy mình cũng có một cái góp được một cái phần nào đó nhỏ đúng xíu rồi. Trong đó đúng không? Và niềm vui đó sẽ nhân tỏa trong phim trường ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với những cặp đôi của ngày hôm nay xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Hạ Màn. Dạ, bạn nữ thì hiền, không có bạn thúc gì bạn trai nhiều quá. Làm như tù quản thúc. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chào bạn, bạn tự giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào người ấy. Chào bạn. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em là Võ Thị Cẩm Nhung, em đến từ Long An, hiện là kế toán. Muốn sống và làm việc tại Long An luôn? Dạ không, em đang sống và làm việc ở Tân Phú ạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi ạ. 25 tuổi, kế toán. Dạ. Kế toán mà lại bước lên sân khấu, mình tưởng đâu là người mẫu chứ. Trời ơi, hạnh phúc quá. Thiệt. Còn bạn trai? Dạ xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hoàng Tuấn, 26 tuổi, hiện đang làm bên bộ phận kiểm định chất lượng phần mềm. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở thành phố luôn chị. Kiểm định chất lượng phần mềm. Dạ. Giống như là kỹ sư điện tử vậy luôn phải không bạn? Dạ. Tại sao lý do thì bạn biết đến chương trình mà bạn tham gia? Dạ thì do 25 tuổi rồi mà cái tuổi này ở dưới quê gọi là già già hát rồi á. Trời. Nên ba mẹ thì cứ lo sốt chó rồi. Hối thúc hả? Dạ hối thúc rồi. Gia phả trong gia đình em á, thì cô dì chú bác thì cũng là mai mối nhiều lắm. Nhưng mà nó không có thành công. Nên hôm nay em tự thân lên đây. Châu gia tôi nói mai mối được mấy mối rồi? Dạ được 5 ạ. 5 mối? Dạ. Rồi vậy là mấy người đó không mát tay rồi. Để coi mối thứ 6 này sao? Sao bạn? Nói đi nãy giờ nghe cảm giác sao? Thì em thấy bên bạn nữ này trải qua 5 mối tình thì đâu phải 5 mối tình. Nãy giờ chưa có mối tình nào hết trơn. Trời ơi. Thì cũng giống như là trường hợp của em, cũng trải qua là hai cái mối tình nhưng mà ở đây là không phải là tình yêu, chắc gọi là tình cảm gà bông thôi. Một cái mối tình á là khi mà em học cấp 2 có một cái bạn nữ thì mỗi lần mà bạn đó đi học á là bạn đó hay mua cơm cứ đem qua cho em. Vậy người ta thương mình rồi đó. Nhưng mà tại vì bạn đó thì cũng hơi dữ. Nhưng mà có hôn chưa? Cấp 2 rồi sao hôn vậy anh? Cấp 3 có hôn chưa? Cấp 3 thì em chưa có trải qua. Bạn mong muốn thế nào nói luôn đi. Dạ, bạn nữ thì hiền, không có quản thúc gì bạn trai nhiều quá. Làm như tù gì quản thúc. đi đâu về cũng phải, đi đâu làm cái gì. Thà cái đó thà để em tự nghĩ em nói thì nó sẽ được tốt hơn. Một bạn nữ thì biết chăm lo gia đình là được. Như đó được, rồi, đơn giản. Si tốt. Trời mà nó lành quá. Dạ. Chiếm diễn đàn của mình. Đúng. Anh nói đi em. Em nghĩ theo em đánh giá em á, nếu mà đủ tiêu chuẩn làm vợ, một người vợ tốt á, thì chắc được 80%. Vậy là trước giờ mấy anh kia chắc mắt bị đuôi hết rồi hay sao? Em không biết nữa chị. Vậy em thích mẫu một người bạn trai như thế nào? Do là gia đình em con một nên em thích bạn trai là gia đình đông anh em. Về ngoại hình á, thấy dễ nhìn là được. Giống Song Yuki hay là Lee Min Ho thì càng tốt. Cho nó chị cũng muốn mà không được. Khó quá, cái đó bỏ qua đi. Đã nói bây giờ thực tế rồi. Dạ. Để lấy chồng đúng không? Bây giờ gia đình ép lấy chồng giữ chưa? Dạ giữ rồi chị. Bây giờ nếu mà ok được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Hồi Tết á, khi mà dọn nhà thì mẹ có nói một câu á, là nói nhất định Tết năm sau phải có một người. Coi như là bằng quyết chí chuyến này là cố gắng phải không? Rồi đồng ý về thành bốn người không? Ngồi cười hoài luôn. Nghe phải quá. Bây giờ ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Nói cho bạn bên kia nghe luôn. Ưu điểm của em thì em không cà phê, hút thuốc, không cờ bạc, không rượu chè. Với lại khi mà đi chơi gì đó thì không bao giờ bị quá 10 giờ. Ủa ai đi chơi không quá 10 giờ? Bên đây. Dạ thưa chị. Em đi chơi không quá 10 giờ hả? Ta nguyên khắc vậy thôi, vậy tốt có gì đâu ngạc nhiên. Không, thật là hơi lạ, một chàng trai 26 tuổi ở Sài Gòn mà đi chơi không quá 10 giờ về thì mình thấy nó lạ, hay mình qua mình nhìn thôi. Đâu em đâu có phát biểu là tốt không tốt gì đâu. Trai gì tốt quá chứ. Hên xui. Hồi đó giờ có hung hít gì chưa? Có nắm tay hả? Thiệt luôn á hả? 26 tuổi hả? Thích trai thích gái? Dạ thích gái. Chắc không? Chắc. Chắc phải không? Dạ.
Biết hôn không? Nếu mà có cơ hội thì nếu mà quen thực tế thì chắc cũng thử. Thử rồi làm không được sao? Không có đâu chị. Hơi khó là được không mà. Tại vì cái chuyện này lạ nè, lúc rảnh rỗi thì em làm gì cảm em, luôn hay đọc truyện ví dụ Doraemon. Cái gì vậy? Doraemon hả? Thì cô Nan nó có ôi trời, chưa yêu lần nào, chưa sở biết hôn lành mạnh thì sao không đọc mấy cái coi coi người ta coi yêu đương làm sao người ta hung hết đồ làm sao thì cái Doraemon sao trời. Rồi em cứ xuống người ta làm cái chuyện gì đâu không nó vậy là được rồi thôi gì bển đi ông này. Đứng, này lên, đứng, lên, đứng lên đứng lên đứng lên đứng lên dòm cái coi dòm. Cao to cao hơn tôi luôn á. Kỳ vậy trời. Còn xin á. Chắc không? Rồi chắc. Không mấy mấy coi. Thiệt luôn hả? Chu cha mẹ ơi. Hú hồn hú vía. Có luôn hả? Ồ hay nha hay nha. Rồi chào em. Bây giờ nghe chị Cát Tường phỏng vấn bệnh em cảm giác sao? Em cảm giác hồi hộp để được gặp người ấy. Ủa em người đàn ông mà chưa có biết phụ nữ là gì. Em còn non nớt quá nên cũng chưa biết. Em không thích gì ở người đàn ông? Răng hô. Ủa em thích Lê Minh Hô mà. Ảnh hô, ảnh tên Hô nhưng mà ảnh không có hô. À, ảnh tên Hô anh không hô, còn cái người hô mà không phải tên Hô không thích. Chung là em chỉ có như vậy thôi. Em có tật xấu gì không? Dạ có nhiều lắm á. Thí dụ? Thí dụ như là hay ngủ sao áo sáng ngày đâu mất tiêu. Trời đất ơi. Mày không nghe, mày tôi không nghe nha. Ủa là sao? Là em không biết là nóng nở quá hay sao mà kiểu như không biết cái đó là không biết cái đó là do quán tính của em hay sao em không biết. Rồi cái áo nó nằm ở đâu là mình cởi ra mình quăng đâu luôn hả hay là vẫn còn cái áo nằm kế bên? Cái này mà ngủ nhà người lạ căng à. Mà có lúc em cởi áo ra em không biết luôn. Dạ em không biết. Rồi vậy là em giống như bị mộng du vậy đó phải không? Thử bữa nào ngủ bận áo đi để coi sáng dậy thấy có bận cái áo vô em mới ghê. Không? Dạ. Mộng du nè. Để cười hoài luôn. Ai, hôm nay bạn có đi với người thân không? Dạ có, em đi ba của em. À, đi với ba hả? À, chào bác. Dạ, chào Quyền Linh với Cát Tường. Dạ, chào bác. Thì cháu thì cũng được, còn do quyết định thì do con Tuấn thôi. Rồi, bạn gái nó đi với ai không? À, dạ, em có đi với bạn thân của em ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. À, chào em. Thật ra khi mà, thật em rất là bất ngờ khi là hai bạn, tính hai bạn rất là hợp nhau. Hợp chỗ nào? Tại vì anh rất là hiền, bạn anh cũng vậy. Anh chăm chút cho gia đình thì bạn em cũng như thế. Nghĩ là anh cũng sẽ thích một người như bạn em. Hy vọng hai người sẽ tiến xa hơn à. Em thấy không thật sự bạn kia có những phút hết sức là nói thật. Yeah. Cũng vui tính. Còn bạn thì coi như là cũng chưa có người yêu, chưa có một lần nào được chạm má người yêu đúng không? Yeah. Mong rằng hôm nay sẽ được ha. Dạ, yeah. Em cũng hy vọng. Rồi, nào. Chúng ta hãy kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh ạ. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Em có cảm nhận gì thế nào về anh khi lần đầu tiên gặp? Anh có nụ cười đẹp. Cảm ơn em. Em nghĩ thế nào về quan điểm của tình yêu? Em nghĩ là hai người đến với nhau là phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Chứ không phải là cưới nhau về rồi để đó. Cưới nhau về để đó rồi sao? Là có, cưới cho có anh. À, cưới cho có làm gì có, chuyện cưới cho có. Cưới về không làm gì chứ đâu, cưới cho có để đó. Rối, bắt đầu rối rồi đó. Ráng đi, thẳng mắt nhau. Xíu được cho hôn nhau đó. Thì anh nhìn em thì anh có cảm giác gì không anh? Thì thứ nhất là về giọng nói thì cái giọng của em thì anh thích giọng nói em nhẹ dịu. Dạ em cảm ơn anh. Nếu như mà điều kiện kinh tế, sức khỏe, gia đình cho phép thì anh có dám cùng em thực hiện một chuyến hành trình xuyên Việt bằng đôi chân không ạ? Tại vì công việc của anh á thì nhiều khi là phải ví dụ nghỉ thì cũng phải là nghỉ 1-2 ngày thôi, thì ví dụ nếu mà được á thì mình kết hợp ví dụ nghỉ 2 ngày trong tuần cộng thêm 2 ngày cuối tuần nữa. Ủa em hỏi cái đó làm chi vậy em? Dạ tại vì ngày xưa em có thực hiện một chuyến xuyên Việt bằng xe đạp từ Hà Nội về Cà Mau, nên bây giờ em muốn thực hiện cái hành trình lại với người em thích. Già đi 60 tuổi rồi, hai vợ chồng đạp đi có đầy đủ điều kiện kinh tế con cái luôn. Bây giờ anh nghĩ rằng là em có khoảng 1 phút để em nói chuyện với bác trai. Nãy giờ bác trai nhìn em rất kỹ và cái người quyết định là ngồi dưới kia kìa. Dạ, con chào bác ạ. Thì con nghĩ là lên chương trình này con chỉ muốn là mình nói thật với lại cá tính thật với lại
cái tính cách của con, nên con có một số khuyết điểm như vậy. Bạn Châu của con thì cũng có nhận xét như vậy. Con nói chung là con là nữ công gia chính thì con làm được hết. Con khẳng định là con sẽ là một người vợ tốt. Dạ. Rồi. Bạn gái đã hứa với ba là sẽ là một người vợ tốt đấy. Hiện tại giờ cảm xúc của em khi ngồi đây, hiện giờ em cảm thấy như thế nào? Dạ là cũng thấy cảm thấy hồi hộp, tại vì lần đầu tiên mà em muốn quen một bạn gái mà phải một cách chính thức luôn, chứ không phải như tình cảm hồi đó nữa. Đúng rồi, hôm nay là chính thức đó, có ba ngồi dưới, thậm chí nhà có bà con, rồi bên kia có cả gia phả xem nữa. Nào, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời bạn trai để tin tay vào nút bấm. 3 2 1. Hết thời gian. Trái tim màu đỏ, hãy nắm lấy tay nhau. Bạn gái thấy sao? Không biết nói sao hết à. Nói sao, cảm giác thế nào có thể tả được? Thật sự là em không biết nói gì luôn. Dạ. Còn bạn trai? Em thấy không? Em thấy vui và hạnh phúc. Thì đầu tiên đóng tay chính thức vậy. Chưa hôn lần nào luôn đúng không? Dạ. Bây giờ hôn cái đi, xin phép ba cho hôn bạn gái cái đi. Nó có để từ từ đi. Đúng rồi anh. Chị nào hôn nhắn tin báo chị, anh Linh biết nha. Dạ. Đi xuống. Ráng 2019 là sanh con nha bạn. Lâu quá. Chúc hai bạn ở đây, xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Chúc hai bạn hạnh phúc. Vậy em, ví dụ em đố chị một câu ha, con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não không? Chúng ta đã thành công với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai.